Kính chào quý các bác anh chị và các bạn, rất vui gặp lại quý các bác anh chị và các bạn trên kênh Hono Sài Gòn. Đã, hôm nay thì em mời các anh chị cùng em đi lang thang cũng như ngắm nhìn lại đường phố Sài Gòn và khám phá những cái điều hấp dẫn, những cái điều mới lạ ở thành phố Sài Gòn hiện nay nhé. Dạ, hiện tại là em đang có mặt trên đường Phạm Văn Đồng và thuộc phường 1, quận Gò Vấp đó các anh chị. Đại lộ Phạm Văn Đồng là một cái con đường khá là đẹp và khá là hiện đại của thành phố chúng mình hiện nay. Ngày xưa thì nơi đây là một con đường rất là nhỏ bé và khiêm tốn các anh chị. Nhưng mà sau này thì chính quyền thành phố đã mở rộng ra cái con đường thành một cái đại lộ như hiện nay, rất là quy mô và hoành tráng các anh chị thấy không. Và hai bên thì có làn xe máy chạy, có con lương ở giữa rất là thoải mái, và ở chính giữa là 6 làn xe ô tô cho hai chiều hai hướng ngược lại khác nhau. Một con đường rất là rộng lớn và rất là đẹp anh chị. Và có một ông chú thổi sáo rất là hay anh chị ha. Ngày xưa thì cái con đường này nó khá là nhỏ hẹp và gọi là ập ẹp lắm các anh chị. Nhưng mà ngày nay thì được mở rộng rồi, nhìn qua khang trang, quy mô và phát triển hơn rất là nhiều. Thì cái con đường này vào ban đêm thì các anh chị sẽ thấy rất là tấp nập, sôi động về kinh doanh các mặt hàng ăn uống, ăn nhậu đó các anh chị. Ăn nhậu rất là nhiều trên con đường này. Buổi tối thì các anh chị đi rất là nhộn nhịp. Còn hôm nay là buổi sáng, bây giờ tầm khoảng 9 giờ sáng các anh chị. 9 giờ sáng nên là các anh chị sẽ thấy nhiều hàng quán vẫn còn đóng cửa, do người ta đã phục vụ chiều tối tới khuya cho các tín đồ ăn nhậu, nên là sáng người ta còn đóng cửa, chưa có mở vào buổi sáng các anh chị. Thấy con đường này bây giờ nó phát triển và từ dần dần thì hai bên đường sẽ mọc lên những cái ngôi nhà cao to rất là đẹp các anh chị. Cái con đường Phạm Văn Đồng này thì sẽ bắt đầu từ vòng xoay Phạm Văn Đồng và sẽ đi về Biên Hòa, Đồng Nai và tới mũi tàu của cây xăng đường Khai Vạn Cân ngày xưa đó các anh chị, thì sẽ quẹo trái đi về khu vực Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai rồi đó. Rất là thuận lợi, rút ngắn thời gian đi giữa quận Gò Vấp và Sài Gòn Bình Dương, rất là mau, rất là nhanh. Trước mặt các anh chị là một cái ngã tư đường Phan Nhân Trị, đường Phan Nhân Trị của quận Gò Vấp. Các anh chị quẹo trái đường Phan Nhân Trị thì các anh chị sẽ đi về khu vực chợ Gò Vấp, và quẹo phải đường Phan Nhân Trị thì các anh chị sẽ đi về khu vực nơi Trăng Long, Bình Thạnh rồi đó. Em cũng xin chia sẻ thêm cũng như cập nhật thêm các tình hình dịch bệnh Covid tại Việt Nam cho các anh chị biết. Hiện tại thì dịch bệnh ở Việt Nam bùng phát khá là mạnh các anh chị, nhất là các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc. Bởi vì khu vực phía Bắc thì lúc này đang thời tiết đang trở nên lạnh, rét, nên là dịch bệnh bùng phát khá là mạnh. Thì hiện tại thì như ngày hôm qua cập nhật thì Việt Nam có 87.000 ca nhiễm Covid-19 mới. Một ngày thì tăng khoảng từ 5 đến 10.000 ca, thì trong vòng vài hôm nữa thôi thì các anh chị sẽ thấy là Việt Nam đạt mốc là 100.000 ca nhiễm Covid một ngày. Và theo như em được biết thì địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua thì cũng trên 2.000 ca, và cao nhất vẫn là dẫn đầu của khu vực phía Bắc là thành phố Hà Nội, là cao nhất Việt Nam hiện nay, là một ngày trên 10.000 ca nhiễm rồi. Và các tỉnh khu vực phía Bắc thì bình quân là một ngày trên 2.000 ca nhiễm. Và những ngày hôm qua thì khu vực các tỉnh phía Nam cũng rục dịch, các số ca nhiễm cũng đã tăng đó các anh chị. Nên tình hình dịch bệnh Covid ở Việt Nam hiện tại thì coi như là một con tăng, một con số rất là khủng, rất là chóng mặt. Nhưng mà các anh chị thấy cũng không phải quá lo lắng, bởi vì đa phần đã được tiêm mũi 2 và có một số người tiêm mũi 3. Và theo như em được biết thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đề nghị bắt đầu tiến hành tiêm mũi 4 cho người dân đó các anh chị. Nên là
người dân cũng sống mà gọi là bình thường, sống chung với dịch, cũng không có gì gọi là hoang mang hay là lo sợ như những đợt dịch trước. Đợt dịch này thì hiện tại đó là 87.000 ca một ngày rồi, nhưng mà các chị thấy mọi việc vẫn diễn ra bình thường, người dân vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, không có gì nôn nao lo lắng và sợ sợ hết. Thì số ca nhiễm tăng thì tất nhiên là sẽ số ca tử vong cũng sẽ tăng theo các anh chị, nên là nói chung thì nói thì cũng phải đề cao cảnh giác, phải tuân thủ 5K của Bộ Y tế để mà tránh lây lan dịch bệnh. Dù sao thì khi nhiễm bệnh thì hậu Covid cũng là một vấn đề khá là nặng nề đó các anh chị. Mặc dù mình trải qua được đẩy lùi được con Covid và không dẫn đến tử vong, nhưng mà cái hậu Covid thì có những số người, có một số người cũng để lại triệu chứng cũng khá là nặng nề và ảnh hưởng về sau, nên chúng ta dù gì thì cũng nên gọi là cẩn thận, tránh để mình bị nhiễm thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Và phía trước mặt các anh chị sẽ là một cái con đường Nguyễn Xí, và con đường Nguyễn Xí sẽ dẫn về Bình Thạnh, vừa phải sẽ dẫn Bình Thạnh các anh chị. Bên trái thì đang được mở rộng khá là lớn, thì chúng ta sẽ quẹo phải đi vào con đường Nguyễn Xí nhé. Chúng ta nếu mà đi thẳng cái đường Phạm Văn Đồng này sẽ tiếp tục đi lên trên cây cầu và đi lên ngã tư Hàng Xanh, đi qua Thủ Đức. Mình đây mình sẽ quẹo phải vào đường Nguyễn Xí, dọc theo đường Nguyễn Xí này có cái chợ Chòm Hổm các anh chị thấy không, một cái chợ Chòm Hổm bán trên lề đường này khá là tấp nập. Cái con đường Nguyễn Xí hôm nay thì được mở rất là rộng rồi, mở rộng lớn rồi, các anh chị chắc là không có nhìn ra con đường Nguyễn Xí năm xưa đâu. Dạ, con đường Nguyễn Xí năm xưa thì khoảng một bên lộ này thôi các anh chị. Dạ, bây giờ thì được mở rộng lên gần như gấp đôi rồi. Dạ, hơn gấp đôi nữa, nên các anh chị thấy rất là rộng đẹp cái đoạn này. Dạ, tiếp tục sẽ mở rộng những cái đoạn còn lại. Trăng Long, các anh chị quẹo phải nơi Trăng Long thì các anh chị sẽ đi ra khu vực chợ Bà Chiểu, đi về trung tâm quận 1. Mình sẽ đi tiếp tục Nguyễn Xí, rồi mình sẽ đi Đinh Bộ Lĩnh, đi qua bến xe Miền Đông, rồi mình sẽ tiếp tục đi vào khám phá khu cư xá Thanh Đa nha các anh chị. Lộ trình hôm nay mình sẽ đi như vậy. Nếu như mà cái video nó dài quá thì em sẽ chia ra làm 2 video, 3 video gì đó cho các anh chị tiện theo dõi, nhưng mà cái video dài quá thì xem dài quá cũng gọi là chán đúng không? Dạ. Nên hôm nay em sẽ chia ra khoảng 2-3 video gì đó, các anh chị sẽ làm một cái series về quận Bình Thạnh hôm nay, khu cư xá Thanh Đa, để cho các anh chị cập nhật tình hình cũng như là theo dõi về những cái nơi mà những mình từng sinh sống, học tập và làm việc khi xưa nha các anh chị. Dạ, phía trước mặt các anh chị đây là khu vực cầu Đỏ, là một trong những cái cầu cũng khá là nổi tiếng của khu vực Bình Thạnh đây. Dạ, cầu Đỏ hôm nay thì rất là phát triển đẹp. Cầu Đỏ thì các anh chị thấy khu vực này bây giờ là khá là nhiều nhà tòa nhà chung cư cao tầng rất là đẹp các anh chị. Hitman Center. Dạ, đây là những cái khu chung cư cao tầng rất là đẹp phát triển ở khu vực Bình Thạnh hiện nay. Nói chung thì người dân Sài Gòn bây giờ cũng gọi là giàu các anh chị. Những cái khu chung cư này mọc lên thì giá cũng không hề rẻ đâu, tầm 40 triệu 50 triệu một mét vuông, xây lên một tòa nhà vài trăm căn hộ, vài ngàn căn hộ. Nhưng mà các anh chị thấy đây quay trong vòng vài tháng hoặc một năm thôi thì cũng sẽ chủ đầu tư cũng sẽ bán hết những căn hộ này, và cũng có người dọn vào ở khá là đông các anh chị. Bên trái em là trường phổ thông Thanh Đa. Đây là khu vực gọi là Thanh Đa Bình Thạnh rồi.
mấy hôm nay thì thời tiết ở Sài Gòn bắt đầu chuyển nắng nóng rồi các anh chị, bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi. Bây giờ tầm 9 giờ sáng thôi mà các anh chị thấy nắng lên cũng khá là gay gắt. Nắng lên cũng khá là gay gắt, cũng được gọi là cũng hơi nóng rồi đó các anh chị. Tầm trưa tầm 11, 12 giờ thì nóng lắm, nhiệt độ ngoài trời rất là cao, rất là nóng. Nhưng mà riêng ở khu vực phía Bắc thì thời tiết vẫn còn gọi là giá rét, giá lạnh, lạnh và có băng tuyết ở khu vực Tây Bắc đó các anh chị. Đường phố Sài Gòn lúc này thì khá là đông rồi, đang chạy tới buổi sáng mà xe cộ rất là đông đúc. Sáng mình đi tầm 7-8 giờ, giờ cao điểm thì xe rất là đông và có thể kẹt xe rất là nhiều đến chị. Bây giờ tầm 9 giờ sáng hơn cái giờ qua cái giờ cao điểm rồi mà các chị thấy xe vẫn còn khá là đông. Phía trước mặt các anh chị sẽ là cái đường Đinh Bộ Lĩnh và mình sẽ quẹo phải vào Đinh Bộ Lĩnh nha. Con đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 26 quận Bình Thạnh. Cái con đường này thì sẽ dẫn về chúng ta về đường Điện Biên Phủ, đi ngang bến xe miền Đông, rồi đi ngang khu Thanh Đa thì mình sẽ quẹo vào khu cư xá Thanh Đa cho các anh chị ngắm nhìn lại một trong những cái cư xá khá là lâu đời của thành phố Hồ Chí Minh và ngó nghét 50 năm rồi. Thì mình xem nó hôm nay có thay đổi gì không nhé. Thì theo như chia sẻ tiếp cái tình hình dịch bệnh Covid ở khu vực Việt Nam á các anh chị, thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thì theo em được biết thì đa phần số ca nhiễm bây giờ là Omicron đó các anh chị. Và đó là một cái tin gọi là Omicron chiếm phần đa số ca nhiễm tại phố Hồ Chí Minh hiện nay. Đây là con đường Chu Văn An, ngã tư Chu Văn An và Đinh Bộ Lĩnh. Thì đa phần là số ca nhiễm Covid trên địa bàn phố Chí Minh hiện nay là biến chủng Omicron và có thể là có biến chủng tàng hình, nhưng mà bởi vì mình bây giờ thì đa phần là nhiễm thì cái số lượng báo cho nhân viên y tế rất ít các anh chị, và báo cho trung tâm chăm sóc bệnh tật rất là ít. Hầu như bây giờ người ta tự nhiễm rồi tự bị nhiễm rồi tự test rồi tự mua thuốc uống điều trị cách ly tại nhà thôi, chứ khi nào nặng á, khi nào nặng khó thở thì mới báo cho nhân viên y tế, báo cho trung tâm chăm sóc bệnh tật để họ đưa mình đi bệnh viện thôi, chứ còn đa phần là bây giờ mua thuốc uống tại nhà hết à. Đây là đường Bùi Đình Tý, Bùi Đình Tý của Bình Thạnh. Chứ con số nhiễm nó còn sẽ còn rất là cao, nếu như chúng ta tầm soát mà cộng đồng thì rất là cao lên chị. Nhưng mà bây giờ thì đa phần là người trẻ bị thì cảm sổ mũi gì đó, ho gì đó thì tự mua thuốc uống và tự cách ly tại nhà, chứ không có báo y tế. Đa phần báo y tế là những người già, những người có bệnh lý nền, có triệu chứng khó thở nữa thì mới báo cho y tế để được chăm sóc y tế chu đáo hơn. Chứ đa phần người già thì sẽ tự, đa phần người trẻ thì sẽ tự mua thuốc điều trị tại nhà hết lên chị. Con đường Đinh Bộ Lĩnh là cái con đường một chiều dẫn chúng ta vào đường Điện Biên Phủ. Đây là cầu Đinh Bộ Lĩnh. Cầu Đinh Bộ Lĩnh. Đường một chiều mà các anh chị thấy xe cộ khá là đông không? Cũng là rất là dễ bị kẹt xe đó các anh chị. Thì
Đây là những cái con đường bên trái mình, hẻm bên trái mình sẽ quẹo quẹo qua bên bến xe miền Đông. Giờ đây là mình sẽ đi cái mặt sau của bến xe miền Đông rồi. Trường học nên là khá là đông rồi các anh chị. Đây là đường Bạch Đằng. À bây giờ chúng ta quẹo trái đường Bạch Đằng, chúng ta sẽ đi qua bên Covid Nghệ Tĩnh, chúng ta sẽ đi qua bên Thạch Đa. Mình muốn quẹo trái thì thôi mình đi qua đường Bạch Đằng đi, rồi mình đi qua cho nó chắc cú và con bà vú luôn đi. Chắc cú bà vú đi chị. Bình Thạnh bây giờ thì xe cộ rất là đông anh chị. Ngày xưa thì Sài Gòn không có rộng ra tới Bình Thạnh này đâu. Mà bây giờ thì Bình Thạnh trở thành một cái quận trung tâm luôn rồi. Các anh chị thấy xe cộ rất là đông đúc. Phía trước mặt chúng ta sẽ là cái đường Covid Nghệ Tĩnh. Sẽ đi từ Điện Biên Phủ đi ra ngoài quốc lộ 13 rồi sẽ đi Bình Dương đó các anh chị. Thì chúng ta sẽ quẹo theo xô viết Nghệ Tĩnh, chúng ta sẽ đi một đoạn nữa rồi chúng ta sẽ rẽ vào Thanh Đa. Bởi vì ở đây là những cái con đường một chiều, đường Đinh Bộ Lĩnh chúng ta đi ra đi khi nãy thì một chiều từ ở ngoài xa lộ đi vào trung tâm. Và đây là đường xô viết Nghệ Tĩnh thì đi từ trung tâm đi ra xa lộ. Các anh chị thấy xe cộ ở Sài Gòn chạy phải nói là như mắc cưỡi, chạy như mắc cưỡi. Đảm bảo các anh chị ở nước ngoài về không thể nào cầm một cái xe chạy được trên đường phố Sài Gòn đâu. Các anh chị ở nước ngoài thì chạy xe quen rồi, chạy lên nào ra lên đó, đường nào ra đường đó. Còn ở Việt Nam thì chỗ nào trống là chạy, nói chung là như vậy. Lên thì cũng có đó, nhưng mà chống là chạy thôi anh chị. Chứ đôi khi mình chạy đúng lực, đúng lên thì khó đó. Và đôi khi bị chậm, bị tắt đường thì các anh chị ở lại rất là lâu. Chính như vậy mà thường thường thì chỗ nào chống là chạy à. Đây là cái cầu Sơn, cầu Sơn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chống là chạy à, như vậy là mới lẹ. Chứ các anh chị mà chạy theo gọi là đúng tiếng, đúng đường thì đôi khi các anh chị bị kẹt xe ở lại khá là lâu. Ở đây nếu chúng ta đi thẳng thì sẽ đến bến xe miền Đông. Và đây là đường D5, cũng đi ra Điện Biên Phủ được. Mình sẽ tiếp tục mình đi đến ngã ba Thanh Đa thì mình sẽ quẹo vào khu cư xá Thanh Đa cho các anh chị xem. Phía trước
có đèn xanh đèn đỏ là khu quẹo vào khu Thanh Ta đó các anh chị. À, đi thẳng đây các anh chị, cái con đường này thì sẽ đi lên cầu Bình Triệu, đi quốc lộ 13, đi Bình Dương, đi xa lộ hoặc là đi Thủ Đức. Thì bây giờ tới đây mình sẽ quẹo phải vào khu Thanh Đa nhé. Đi thẳng chút xíu bên trái đó là khu của bến xe miền Đông.